Thì anh nghĩ như thế nào thưa Thì dù thích hay không thích ông Donald Trump, cựu tổng thống là Donald Trump, dù có ủng hộ hay không ủng hộ đó, không thể nào mà phủ nhận, thưa quý vị, kể cả phía Dân Chủ cũng như là Cộng Hòa, không thể nào phủ nhận cái sự ảnh hưởng cũng như là cái thông điệp của ông Donald Trump, chưa nói đến cái khả năng tài chánh Yeah. cũng như là cái quỹ tranh cử của ông Donald Trump, mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các ứng cử viên đương kim cũng như là các ứng cử viên ra tranh cử tại các chức vụ dân biểu liên bang cũng như là các ghế thượng nghị sĩ. Bởi vậy đây là một cái hiện tượng mà chúng tôi chưa bao giờ thấy, và trong lịch sử Hoa Kỳ vẫn chưa bao giờ thấy, kể cả ông Tổng thống Reagan tại Hạ viện Hoa Kỳ, là sẽ có nhiều cái tiềm năng, nhiều tiềm năng Đảng Cộng Hòa sẽ lấy lại khối đa số của các dân biểu tại Hạ viện. Và nếu mà họ lấy được vào năm 2022 đó, thì những cái chính sách của ông Biden về quốc nội cũng như quốc ngoại đó là sẽ có rất nhiều cái khó khăn và sẽ không có thông qua được. Vừa rồi, một trong những cái sự kiện quan trọng nhất đối với lại cư dân tiểu bang California là cái cuộc bầu cử bãi nhiệm ông thống đốc Gavin Newsom, và cái kết quả vừa qua là ông ta chiến thắng lên tới là 62.8% cử tri họ bỏ phiếu để họ giữ ông ta lại. Đây là một cái sự kiện không có được vui đối với lại người Cộng hòa của tiểu bang California. Tại vì thưa quý vị, là người Cộng hòa trong cái thời gian vừa qua hơn cả năm trời là đi lấy chữ ký để mà vận động bãi nhiệm ông thống đốc Gavin Newsom, và chúng ta đã collect được khoảng chừng hơn 2,2 triệu chữ ký để mà đặt cái tên ông này lên cái lá phiếu bãi nhiệm thưa quý vị. Nhưng mà cuối cùng thì vì lý do là tiểu bang California cái lực lượng người dân chủ quá đông ra, chúng ta cũng không có thể nào đảo ngược lại được tình thế. Thưa anh, với lại cái nhận định riêng của anh thì anh nghĩ sao về cái cuộc bầu cử này, nó sẽ ảnh hưởng gì đến tương lai chính trị của dòng chính Hoa Kỳ thưa anh? Giờ nó có hai vấn đề lớn và nhiều những cái khía cạnh nó khác nhau, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội phân tích cũng khá nhanh, thưa quý vị, trong cái vấn đề này. Như quý vị cũng biết, nhất là các cư dân sinh sống tại tiểu bang California, là cái tiểu bang lớn nhất tại Hoa Kỳ, với 40 triệu cư dân hiện giờ đang sinh sống ngay tại California hiện giờ. Và tiểu bang này nó cũng rất là quan trọng về vấn đề kinh tế và chính trị, thưa quý vị. Về phương diện kinh tế đó, California nếu mà là một quốc gia độc lập đó, có cái nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới, chỉ thua Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, rồi tới Đức Đức Quốc, rồi tới California là đứng hàng thứ năm. Bởi vậy nên ai cũng tất cả các chính khách tại Hoa Thượng Đốn cũng như là các tiểu bang khác, họ cũng nhắm về tiểu bang California như là một tiểu bang đi tiên phong về những cái chính sách cũng như là về những cái truyền thống chính trị nó xảy ra tại Hoa Kỳ. Bởi vậy nên khi mà có cái cuộc bãi nhiệm như quý vị thấy vừa qua, vào thứ ba vừa qua, mà ông thống đốc Gavin Newsom đã sống sót vượt qua lại, người Mỹ họ gọi là Sống survivor sót, đúng đó rồi, mình phải sống dùng cái sót chữ là sống sót. trong trong cái cuộc bãi nhiệm này đó, thì thật sự mà nói chúng tôi không có ngạc nhiên. Nếu mà nhìn một cách khách quan với những cái con số đó, thì tiểu bang California là một tiểu bang mà các chính trị gia Hoa Kỳ họ gọi đó là đậm màu xanh đậm. Màu xanh đậm là màu của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Với cái tỷ lệ cử tri ghi danh vào đảng Dân Chủ cao 2 phần 3, cao hơn 2 trên 1, 2 trên 1 đối với các cử tri của đảng Cộng Hòa. Bởi vậy nên trong 2 thập niên vừa qua đó, phải nói rằng cái số cử tri của tiểu bang California thay đổi rất là nhiều, từ đỏ lên đến đến xanh, là từ Cộng Hòa đổi qua Dân Chủ. Bởi vậy nên đây là một cái vấn đề cũng như là một cái thử thách cho đảng Cộng Hòa để mà cố gắng giữ lại được cái là giữ lại được cái số cử tri cũng như là củng cố lại cái ảnh hưởng chính trị của mình ngay tại quận Cam, được mệnh danh là một cái quận Cộng Hòa. Nhưng mà trong 2 thập niên vừa qua, cái sự thay đổi này nó cũng rất là lớn.
về phương diện chính trị và cái con số ghi danh bầu cử. Bởi vậy nên khi mà ông thống đốc Gavin Newsom ông vượt qua được trong cái cuộc bầu cử vừa qua đó thì chúng tôi không có ngạc nhiên cho lắm, tại vì chúng tôi cũng biết đó, theo dõi cái cuộc tranh cử này cũng như là cái cuộc vận động tranh cử đó, là mấy ống súng lớn từ Washington DC Hoa Thịnh Đốn cũng đã về về đây để mà ủng hộ cho ông Gavin Newsom, đó là ông Tổng thống Biden, bà Phó Tổng thống Kamala Harris, các ông bà thượng nghị sĩ cũng để về để gây quỹ. Và ông Gavin Newsom ông gây quỹ được và đã dùng hơn 70 triệu Mỹ kim để mà tranh cử, tái tranh cử lại để mà giữ lại cái chức thống đốc này vào tháng 11 năm tới là năm 2022. Ông cần phải ra tái tranh cử lại cho một cái nhiệm kỳ mới. Bởi vậy nên đây là một cái sự thử thách cho đảng Cộng Hòa để mà cố gắng vượt qua. Về phía Cộng Hòa đó thì dù rằng là có cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà cái này nó hơi lạ nha, cũng là rất là ngạc nhiên là nhiều mâu thuẫn là như vậy. Và chính trị, trong cái sinh hoạt chính trị nó có nhiều cái vấn đề mâu thuẫn lắm. Ông Gavin Newsom á, được bị, nói bị thì đúng hơn, bị recall là bị bãi nhiệm, đó là tiểu bang California lấy đủ cái túc số chữ ký để mà bãi nhiệm ông á, là cũng về vấn đề COVID. Yeah. Về vấn đề COVID, tại sao mà những cái chính sách của năm ngoái tới đầu năm nay đó nó gây ra nhiều cái sự bức xúc của người dân. Nhưng mà ngược lại, cái kết quả bầu cử theo cái thống kê mà cho chúng ta biết đó, vì cái chính sách COVID đó và ủng hộ cho viện trợ cho các cư dân của tiểu bang California mà khối cử tri dân chủ lại giữ ông lại. Bởi vậy nên chúng ta thấy rõ là hai cái chính sách nó được chia ra, các cử tri đảng Cộng Hòa ký vào những cái đơn để mà bãi nhiệm ông vì vấn đề về cái chính sách COVID của ông. Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà trong cái cuộc kỳ bầu cử đó thì đảng Dân Chủ, các cử tri của đảng Dân Chủ đa số đó, chúng tôi không muốn nói hết, nhưng mà đa số lại bỏ phiếu để giữ ông lại tại vì cái chính sách COVID của ông. Đúng, đúng. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị theo dõi thời sự đó, thưa quý vị, thì quý vị biết được là những người mà Cộng Hòa họ đã coi những cái video mà ông ta vào trong cái thời gian COVID, ông ta đã bỏ ra cả tỷ đô la và ký những cái hợp đồng với lại những công ty Trung Quốc để mà cung cấp những cái mask đó, thưa quý vị, cái khẩu trang cho tiểu bang California. Nhưng mà cái chuyện đó nó không tới đâu đó, thưa quý vị. Tự nhiên đem job ra ngoài để cho những cái công ty Trung Quốc họ làm, trong khi là tiểu bang của mình có thể sản xuất được những cái khẩu trang để mà trang bị cho người dân, đúng không quý vị? Rồi cũng giống như là thưa anh, ông ta đã đi ăn uống trong cái thời gian mà ông ta cấm người dân đi ra ngoài, ông ta ký những sắc lệnh là bắt người dân phải ở trong nhà theo giãn cách xã hội. Nhưng mà ông ta lại đi vô trong một cái nhà hàng, nó gọi là French Laundry, một cái nhà hàng Pháp sang trọng, để mà ông ta ăn uống với lại những cái người, những cái nhân vật nổi tiếng, có thể là để ông ta gây quỹ cho cái quỹ tranh cử của ông, thưa quý vị. Thành ra đó là một trong những cái lý do mà người Cộng Hòa họ đã tiến hành bãi nhiệm của ông, là tại vì ông là một người vô đạo đức, không coi như là double standard, là hai mặt đó, thưa quý vị. Một mặt thì đối với người dân thì anh phải làm cái này, anh không được làm cái kia, trong khi tôi thì không phải, tôi không có thể phải theo cái luật gì cả và tôi đứng trên pháp luật. Như vậy nó không có đúng, cho nên là người Cộng Hòa của chúng ta là ok, phải gọi cái ông này xuống, phải không thưa anh? Trong khi người Dân Chủ thì họ lại binh ổng thôi, cái đó là cái chức, tất nhiên là như vậy thưa anh. Thì chắc chắn chúng ta sẽ phân tích thêm trong cái giai đoạn chót của chương trình, thưa quý vị. Xin quý vị theo dõi thông tin thương mại và trở lại với chương trình Sự Thật với Nam Quang trong giây lát. Vâng, thưa quý vị, xin đón chào quý vị trở lại với lại chương trình Sự Thật với lại Nam Quang và luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California. Xin mời anh tiếp tục câu chuyện. Dạ, rất là cảm ơn anh Nam Quang và kính thưa quý vị khán thính giả. Chúng tôi vừa nói và bàn về cái hậu quả cũng như là cái kết quả của cuộc bầu cử bãi nhiệm ông thống đốc Gavin Newsom ngay tại tiểu bang California. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó không có liên hệ thuần túy
với sinh hoạt California mà không đâu. Tại vì đây cũng là một cái sự kiện mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử toàn quốc vào năm 2022 là năm tới, liên hệ đến các cuộc tranh cử tại Quốc hội Hoa Kỳ, nhất là Hạ viện và Thượng viện, thưa quý vị. Như quý vị cũng biết đó là vào năm 2022 là 435 cái ghế dân biểu liên bang đều phải được tái tranh cử lại. Có một số các dân biểu họ sẽ về hưu hoặc họ từ chức, thì những cái ghế trống đó phải phải có người thay thế, cũng như là 1/3 cái con số ghế của các thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trong 100 ghế đó thì khoảng 33-34 vị thượng nghị sĩ trong mỗi 2 năm cũng phải được tái tranh cử lại. Đây là một cái vấn đề rất là hệ trọng, và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính quyền của Tổng thống Biden. Tại vì như quý vị cũng biết đó, hiện giờ tại Hạ viện cũng như là Thượng viện, Đảng Dân Chủ giữ cái khối đa số đó rất là, phải nói rất là nhỏ. Ngay tại Hạ viện Hoa Kỳ đó là chênh lệch chỉ có 8 đến 10 số phiếu mà thôi là có thể lật đổ bà Nancy Pelosi rồi. Bởi vậy nên chúng tôi nghĩ rằng đó là, nhất là tại Hạ viện Hoa Kỳ, mình chưa bàn tới Thượng viện nha thưa quý vị. Tại Hạ viện Hoa Kỳ là sẽ có nhiều tiềm năng Đảng Cộng Hòa sẽ lấy lại khối đa số của các dân biểu tại Hạ viện. Và nếu mà họ lấy được vào năm 2022 đó, thì những cái chính sách của ông Biden về quốc nội cũng như quốc ngoại đó là sẽ có rất nhiều cái khó khăn và sẽ không có thông qua được. Đó là cái vấn nạn chính trị của Đảng Dân Chủ. Mà thông thường đó, theo truyền thống chính trị cũng như là bầu cử Hoa Kỳ trong quá khứ, và đây không phải là ý kiến của cá nhân tôi nữa, nhưng mà theo, nếu mà quý vị nhìn thấy những cái cuộc bầu cử trong lịch sử trong quá khứ đó, là vị tổng thống nào hoặc là đảng nào mà giữ tòa bạch ốc cũng như là khối đa số tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đó, thì thông thường chứ không phải là 100%, nhưng mà thông thường đó là vào những cuộc bầu cử mà họ gọi là off year election, là không có liên hệ đến tổng thống đó, như là năm 2022 đó, thì cái đảng khối đa số hoặc là đảng mà có vị tổng thống giữ tòa bạch ốc á thì lại mất số ghế tại Hạ viện Hoa Kỳ, từ 20 đến 25 ghế dân biểu họ thông thường, on average là trung bình họ sẽ mất. Và nếu mà chúng ta tính theo cái lịch sử như vậy và theo cái truyền thống, cái trend đó, Đảng Cộng Hòa sẽ lấy lại khối đa số vào năm 2022, thưa anh. Dạ vâng, xin thưa quý vị, là năm qua với lại anh Trần Thế Văn cũng đã nhiều lần thảo luận về cái vấn đề cái off year election, và chúng tôi cũng đã bàn về vấn đề này nhiều lần. Thì thưa anh, thì bây giờ mình không có nói tới cái vấn đề 22 nữa, là tại vì 22 nó theo cái truyền thống là tổng thống của mà đảng này đang giữ ghế tổng thống, thì người dân họ sẽ có cái phần là họ sẽ bầu cho cái đảng đối lập vô Hạ viện, cũng giống như là Thượng viện. Thì bây giờ nếu như mà cái cuộc bầu cử mà giữ cái ông Gavin Newsom này ở lại đó, ông đã thoát chết đó, ông thoát nạn đó, thì nó ảnh hưởng gì đến cái cuộc bầu cử năm 2024 không thưa anh? Tại sao ông Quang đề cập đến vấn đề này, là tại vì chúng ta có rất là nhiều cái chứng cứ, cái căn cứ nó dẫn đến chuyện là Tổng thống Donald Trump ông sẽ quay trở lại tranh cử vào năm 2024 thôi anh. Tại vì 22 tới 24 không có bao giờ xa, tại vì 23 đã bắt đầu là phải là, nhưng mà, là primary rồi đúng không? Nhưng mà Nam Quang nói là chúng tôi muốn phải đổi cái nón thầy bói lên trước. Tại vì trong giới chính trị và trong giới phân tích chính trị đó thưa quý vị, là có một cái câu nói đó là mỗi 6 tháng trong cái thời khóa biểu của các nhà sinh hoạt chính trị đó là một đời, mỗi 6 tháng nha. Bởi vậy nên khó lòng mà tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, dù rằng là mình cũng có thể mình có những cái sự phân tích và có những cái sự bàn thảo dự án hoặc là dư luận về những cái việc gì trong tương lai sẽ xảy ra, nhưng mà có nhiều cái yếu tố mình không thể nào mà control, là không có thể nào ảnh hưởng được nhiều cái yếu tố chính trị ngoài tầm tay của chúng ta.
mà có thể xảy ra, kể cả cái yếu tố COVID. Dạ, đúng rồi, đúng. Chuyện đó. Dạ, đúng rồi. Nó xảy ra hoặc là vào năm 2008, thưa quý vị, nếu quý vị nhớ đó là cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ là bị sụp đổ. Nó hoàn toàn nó thay đổi cái địa bàn tranh cử tổng thống giữa ông Obama và ông John McCain. Yeah. Bởi vậy nên nó có nhiều cái yếu tố khó mà phân định. Nói như vậy nhưng mà tuy nhiên mình cũng có một cái số yếu tố hoặc là khía cạnh căn bản mà mình có thể nhìn được và mình có thể dùng để mà mình phân tích một cách rõ ràng hơn theo những cái dữ kiện sự kiện cũng như là cái lịch sử và truyền thống tranh cử Hoa Kỳ đó. Thì năm 2024 cái yếu tố mà ông Trump trở lại đó thì nó sẽ gây nhiều cái chấn động. Bây giờ nó đã gây nhiều cái chấn động trong nhất là với đối phương của ông, của Đảng Dân Chủ, là họ rất là bức xúc về cái chuyện này. Chưa biết là họ phải xử đâu về đâu về cái việc. Vâng, thưa với lại anh Trần Thế Văn, là để tiếp lời anh, thưa quý vị, anh có nhớ là khi mà ông Tổng thống Joe Biden ông tới, ông vận động tranh cử cho ông Gavin Newsom, thì ông nói là quý vị, ông đưa cái tên của Tổng thống Donald Trump lên cái ballot luôn. Những cái người bình luận chính trị gia họ nói là ủa tại sao ông Tổng thống Donald Trump không có dính dáng cái chuyện này mà lại đưa tên Tổng thống Donald Trump vô để đe dọa cử tri dân chủ. Thì ông nói là nếu như mà quý vị không có giữ ông Gavin Newsom này là có nghĩa là quý vị là ủng hộ cho ông Trump, là ông Trump sau này sẽ trở lại tranh cử làm tổng thống, đúng không? Ông có cái ý nghĩa như vậy. Đó, cho nên là thưa quý vị, chưa có một cựu tổng thống nào ở trong lịch sử Hoa Kỳ mà có cái tầm ảnh hưởng ghê gớm giống như là Tổng thống Donald Trump. Và cái đó là sự thật, là ở chỗ là khi mà ông ta đã không còn là tổng thống nữa quý vị, ông ta vẫn có khả năng gây quỹ lên cả $100 triệu. Và thưa quý vị, những cái quỹ tranh cử mà cả $100 triệu đó, nó là một trong những cái kho báu mà tất cả những cái người chính trị gia họ thèm muốn, thưa quý vị. Và không ít thì nhiều thì những chính trị gia ở trong đảng Cộng Hòa vẫn không có dám qua mặt Tổng thống Donald Trump. Thì anh nghĩ như thế nào? Thì dù thích hay không thích ông Donald Trump, cựu Tổng thống là Donald Trump, dù có ủng hộ hay không ủng hộ đó, không thể nào mà phủ nhận, thưa quý vị, kể cả phía Dân Chủ cũng như là Cộng Hòa, không thể nào phủ nhận cái sự ảnh hưởng cũng như là cái thông điệp của ông Donald Trump, chưa nói đến cái khả năng tài chính cũng như là cái quỹ tranh cử của ông Donald Trump mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các ứng cử viên đương kim cũng như là các ứng cử viên ra tranh cử tại các chức vụ dân biểu liên bang cũng như là các ghế thượng nghị sĩ. Bởi vậy đây là một cái hiện tượng mà chúng tôi chưa bao giờ thấy, và trong lịch sử Hoa Kỳ vẫn chưa bao giờ thấy, kể cả ông Tổng thống Reagan cũng không có cái ảnh hưởng mà khá lạ lùng như vậy, mới như vậy, khi mà so sánh với ông cựu Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Thì đây chúng ta cũng phải đợi xem coi là ông Donald Trump trong những ngày tháng tới sẽ làm cái gì, và ông sẽ lên tiếng trong cái hoàn cảnh nào, và ông ủng hộ ai với tư cách là các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử những cái chức vụ dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ, để mà ông dọn đường cho cái sự trở lại, nếu mà ông muốn, vào năm 2024. Và từ bây giờ đến năm 2024 vẫn còn dài lắm, nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng mà đó là cái dự định của con người, phải không anh? Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Thế Văn, cựu dân biểu tiểu bang California, đã đến tham gia cái chương trình của chúng tôi, Sự thật với lại Nam Quang của đài SET. Thưa quý vị, thì chúng tôi hy vọng là trong tương lai chúng tôi sẽ được dịp chào đón cựu dân biểu tiểu bang Trần Thế Văn tới với lại chương trình của chúng tôi để mà hầu chuyện cùng quý vị một lần nữa, thưa quý vị. Xin cảm ơn anh và xin chào tạm biệt quý vị khán giả.